đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Và đây là vòng 2 có tên Cùng Đối Đầu. Trước khi họ đối đầu thì họ sẽ có một cái quyền hồi sinh một người bạn của mình đang có mặt trong căn phòng trống. Các bạn đã lựa chọn xong chưa? Còn bên đây Thuận Nguyễn lựa chọn được chưa em? Dạ rồi ạ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta xem hai người bạn được hồi sinh là ai? Xin mời! Mời các em về đội của mình. Bảo Bảo, vui không em? Dạ, vui lắm anh. Nãy mình chia tay sớm quá. Rồi bây giờ giống như là người bạn của mình muốn chuộc lỗi hay sao đó. Vô cùng hồi sinh cứu mình quay trở lại. Em ấm quà Thuận không quào nghe. Dạ. Miêu Yên, sao em? Vui. Vui. Nãy em nói là nếu em được quay trở lại, em sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ cho các đồng đội, đúng không? Dạ. Vậy thì tất cả hãy cố gắng nha. Ở vòng này, chúng ta sẽ cử một thành viên của đội mình lên đứng ở vị trí của chiếc két sắt. Anh sẽ đọc câu hỏi cho từng đội để các bạn trả lời. Và câu hỏi anh đọc xong, màn hình ở đây sẽ hiển thị cái đáp án. Nhưng đáp án này đã bị hoán đổi vị trí của các ký tự. Và các bạn sẽ phải đoán ra được cái đáp án từ cái dãy ký tự đó, cộng với cái lời gợi ý của anh và cũng là câu hỏi. Trong 15 giây, nếu ai đoán sai, hết giờ chưa có đáp án, két sắt là rơi xuống, mình lại vô căn phòng trống. Người còn lại của đội sẽ lên thế vào vị trí đó. Cuộc chơi sẽ dừng lại khi một trong hai đội không còn thành viên nào cả. Các em hiểu chưa? Bây giờ Hà, em chọn ai nào? Sao? Được. Bảo hả? Bảo Bảo. Còn Minh Thuận, em chọn ai? Christy. Christy, mời em Christy và Bảo Bảo. Christy thì trước nha. Dạ. Câu hỏi dành cho em bắt đầu. Đơn vị tiền tệ của đất nước Thái Lan bắt đầu. Bỏng. Sai. Bon. Sai. Bon. Hết giờ. Thật là đáng tiếc. Thái Lan là một đất nước cũng rất là gần với chúng ta. Chắc bạn em chưa đi Thái. Chưa đi Thái Lan bao giờ. Cho nên là bạn ấy không biết đơn vị tiền tệ của Thái là gì. Đó là gì các bạn? Bạc. Đúng rồi. Đáp án của chúng ta là bạc, đồng bạc Thái. Một thành viên đã ra đi rất nhanh chóng ngay câu hỏi đầu tiên. Ai sẽ là người kế tiếp? Em. Bảo Nhi, mời em. Câu hỏi dành cho Bảo đây. Ai là nhân vật cầm gươm trên bức tượng vàng Oscar? Bắt đầu. Hiệp sĩ. Chính xác. Đó là một nhân vật hiệp sĩ. Cái tượng vàng Oscar mình cũng từng thấy rất là nhiều trên báo chí ha. Và hình ảnh một cái người đứng nhìn thế này, đó là hình ảnh của một hiệp sĩ. Bảo Nhi, câu hỏi dành cho em. Ngôi làng nào ở Hà Nội nổi tiếng với nghề làm tương? Bắt đầu. Có bốn chữ cái nhưng mà Nhi đã không ghép được. Có thể là bởi vì bạn ấy chưa từng đến đây bao giờ hoặc cũng chưa từng nghe qua cái thông tin này. Một cái làng nghề làm tương nổi tiếng ở Hà Nội là làng Cự Đà. Cự Đà, đúng là như vậy, làng Cự Đà. Thuận Nguyễn ơi. Dạ. Hai người ra đi trong chớp mắt em ơi. Giờ làm sao? Tới ai? Tới em. Tới em. Tới Thuận Nguyễn hay tới Uyên? Để em đi trước cho. Em để em. Rồi, mời Uyên. Bảo Bảo, em may mắn quá luôn đó. Một mình em bây giờ là em diệt gọn hết hai người bên đây rồi. Giờ tới em nè. Ráng trả lời cho đúng nha. Cái gì bến sông bờ suối là nhà, ngày đêm đưa khách đón người qua sông? Bắt đầu. Con đò. Chính xác, đó là con đò. Mỹ Uyên. Chữ karate trong tiếng Nhật có nghĩa là gì? Bắt đầu. Đúng
thiệt là đau xót. Ừ, Nguyễn, em nhìn ra từ gì không? Em không biết, nhưng mà nếu mà là em thì em sẽ đoán đại Akikato hay là cái gì đó. Mà chữ karate tức là tiếng Nhật rồi. Và trong tiếng Nhật là karate, nhưng mà có ý nghĩa là gì thì đó chính là tay không. Hôm nay có quá nhiều những cái bất ngờ. Rất là nhiều những kỷ lục. Đội của Thuận Nguyễn nãy giờ lập liên tiếp nhiều kỷ lục lắm luôn nghe em. Dạ. Nha. Mời em vào vị trí. Bảo Bảo. Bộ phim nào nhận được 11 đề cử trong lễ trao giải Oscar 2020? Bắt đầu. Joker. Chính xác. Em thấy cái két sắt nó chuẩn bị rơi xuống rồi đúng không? Còn có một giây một thôi nghe. Thuận Nguyễn ơi, niềm hy vọng cuối cùng của đội em ơi. Anh hồi hộp quá. Em cũng hồi hộp lắm anh. Ừ. Em có bị cận thị không? Dạ không. Ok, mắt tốt ha. Con gì chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn? Bắt đầu. Quen lắm. Cá. Thiệt sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra thưa quý vị. Chưa bao giờ có một cái số nào nó như số ngày hôm nay. Một đội chơi quá xuất sắc ở cái vòng đầu tiên, ở cái câu 1, ở vòng 1 giữ được cái 5 thành viên khi đến với câu số 3. Có tới 3 người chiến thắng ở câu số 3. Điểm số có thể nói là cao nhất từ trước tới giờ sau khi kết thúc vòng 1. Nhưng 4 thành viên liên tiếp đều bị loại ngay từ cái câu hỏi đầu tiên dành cho mình. Các bạn có đoán được đáp án này không? Con ba ba. Chính xác, con ba ba. Cái đầu như đầu con rắn đúng không? Thịt thì giống thịt gà. Cái chân thì chân vịt, nó có màng. Cái da thì nó cứng như da trâu. Đó là con ba ba. Hôm nay quá nhiều điều bất ngờ. Và phải nói rằng đội của Cao Thế Hà, đội số đỏ, đúng như cái tên của các bạn ấy. May mắn quá thưa quý vị. Không tưởng tượng được là có một cái sự may mắn nó kỳ lạ đến như thế. Và Bảo Bảo, em được hồi sinh. Và em cũng trở thành người hùng của cái đội ngày hôm nay. Mời các bạn đến đây. Em cảm giác sao về đội của mình ngày hôm nay? Rồi em thấy quá số đỏ rồi đó anh. Cái này hay không bằng hên. Thật ra thưa quý vị, ở đây là hoàn toàn ngẫu nhiên hết. Không có sự sắp xếp hay tính toán nào cả. Một phần nữa có thể là các bạn của đội Dông Tố đó. Khi các bạn đứng thành một nhóm thì cái sức mạnh của cái sự đoàn kết của những người bạn khi đứng kế nhau nó có. Còn khi các bạn đứng một mình, đứng đơn lẻ ở vị trí trên này thì bị hồi hộp. Các bạn ấy nhìn với một cái vị trí xa và các bạn ấy run. Không có sắp xếp được những cái ký tự đó thành một cái đáp án nó có nghĩa. Mà rõ ràng khi chúng ta nói ra thì những đáp án này nó hết sức đơn giản, chứ không phải là quá khó khăn. Ví dụ như câu đầu tiên đi, cái đồng bạc Thái. Dạ đúng rồi, đúng không? Câu đó cũng rất là đơn giản. Dạ. Nhưng mà tiếc là bạn Christy cũng không trả lời được. Phải nói rằng là ngày hôm nay cái sự may mắn nó đến với các em quá nhiều. Bây giờ thì mình gặp lại hai người bạn còn lại của mình nha. Chào em. Hello. Đứng ở trọng có hồi hộp không? Dạ hồi hộp ạ. Nhưng mà chúc mừng đội mình đã chiến thắng nha. Quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Đúng rồi. Mọi người hãy chinh phục két sắt vào vòng 3 để lấy 50 triệu nha. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt chinh phục cái két sắt 50 triệu đồng sau ít phút nghỉ giải lao quý vị nha.